Các bạn đang nghe truyện chinh chiến tại tuyến online trên kênh TV Audio CV chương 208, mối thù đoạt đồ ăn, 1. Phần thưởng nhiệm vụ, 10.000 hồn tệ cố định, một món vũ khí cấp bậc sử thi chế tạo riêng, level 50. Chú thích, hồn tệ cố định không thể giao dịch với những người chơi khác, có thể mua vật phẩm trong thương thành hoặc dùng trong tu luyện các và tương tác với NPC khác. Thấy phần thưởng nhiệm vụ, lại nhìn quỷ vương đồng quải vô cùng gợi đòn, lục trảm lâm vào xoắn suýt. Phần thưởng của nhiệm vụ này có thể nói là vô cùng hậu hĩnh, nhất là vũ khí cấp sử thi được chế tạo riêng khiến lục trảm cực kỳ xúc động. Nhưng nếu cứ thế tha cho con ngỗng bự này thì lục trảm cứ cảm thấy mình chịu thiệt quá. Sau nhiều lần suy tư, lục trảm thu vũ khí lại, sau đó sắn tay áo lên, chuẩn bị trả lại mối thù đánh mặt cho đồng quải trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau một trận đánh tả tơi sơ mướt, đồng quải rưng rưng nước mắt, hấp hối nằm trên mặt đất, cảm thấy đời hạt không còn hy vọng nào nữa, không ngờ mình cũng có ngày hôm nay. Ngỗng bự, có muốn sống không? Lúc này lục trảm cầm đại đao lên đặt trên cổ đồng quải đe dọa. Muốn, nghe vậy, đồng quải lại tỉnh táo. Được, tiếp theo đọc theo tao này, đọc xong tao sẽ tha mạng cho mày, ánh mắt lục trảm chợt lóe lên ý cười. Đồng quải nghe vậy thì ngu người, nhưng vẫn gật đầu liên tục, chỉ sợ lục trảm sẽ hối hận. Khụ khụ, nghe cho kỹ nhé, tao đọc một câu, mày đọc theo tao. Lượt bớt 500 chữ. Vì mạng sống, quỷ vương đồng quải ngơ ngác đọc theo lục trảm. Đọc được một lúc, nó bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Khi đọc tới mấy câu cuối cùng, vẻ mặt đồng quải trở nên bi phẫn, bà mẹ, đây là lời thề hiến tế linh hồn đúng không? Ngươi thật muốn mắt ông đây làm tọa kỵ hả? Đồ khốn nạn. Lục trảm nghe vậy cũng sửng sốt nhưng anh ta không thèm quan tâm có hiến tế linh hồn hay không đâu. Lúc này anh ta lại sáng tay áo lên dơ nắm đấm với đồng quải đang nằm trên mặt đất. Có đọc không? Ta đọc cái đầu. Đọc đọc đọc, thấy lục trảm tối tâm dơ đại đao lên, đồng quải lập tức cục đuôi. Chết oanh liệt không bằng sống tạm bợ trong lòng đồng quải vừa bi phẫn vừa tự an ủi mình. Sau khi đọc 500 chữ lời thề linh hồn nguyện trung thành, đồng quải không khỏi ngửa đầu nhìn trời, trong lòng không buồn không đau, chỉ cảm thấy đời hạt thật thất bại, thật đau buồn, chỉ còn một chữ, thảm, viết in hoa thôi. Đúng lúc này, một kẻ hở hình thành trong không trung bên trên đồng quải rồi lập tức hút nó vào trong. Mà cùng lúc đó, lục trảm cũng nhận được lời nhắc nhở đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, phần thưởng 10.000 hồn tệ cố định đã vào tài khoản. Vũ khí cấp sử thi được chế tạo riêng sẽ chế tác miễn phí sau khi NPC Quỷ Vương Đồng Quải mới được sinh ra, xin hãy chờ đợi. Trong không gian thần khí, Lục Vô và Bắc Ly đang nhìn Quỷ Vương Đồng Quải ngơ ngác bằng ánh mắt két bỏ. Lần này Lục Trảm gặp được Đồng Quải nên Lục Vô và Bắc Ly đương nhiên cũng phát hiện ra nó. Nhưng biểu hiện mất mặt của Quỷ Vương Đồng Quải cũng khiến hai người trợn mắt há hốc mồm nhưng vụ chiêu hàng quỷ vương đồng quải lần này lại là lời đề nghị của bắc ly theo lời bắc ly thì tác dụng của quỷ vương đồng quải quá lớn bởi vì ngoài việc nó là hóa thân của linh hồn bảo vệ đất bắc kỳ ra còn là bậc thầy nghề rèn cực kỳ lợi hại người thợ rèn giỏi nhất bắc kỳ đã từng nghiên cứu ra chiến binh phù văn đã quật khởi sau khi bái sư học nghệ ở chỗ đồng quải có thể nói thợ rèn hàng đầu bắc kỳ chân chính thực tế chính là quỷ vương đồng quải trong giai đoạn hiện giờ trong tay lục vô đã có hơn trăm npc nhưng về mặt chế tạo thì họ chỉ có năng lực hữu hạn thôi ngoài vũ khí có khuôn mẫu cố định thì trực tiếp dùng hồn lực để ngưng tụ ra họ không thể chế tạo ra vũ khí cá nhân có độ khó cao cho nên lục vô và bắc ly dời mắt về phía đồng quải muốn bắt nó làm npc đặc thù cho nên món vũ khí cấp sử thi được chế tạo riêng làm phần thưởng cho nhiệm vụ cũng cần quỷ vương đồng quải hoàn thành ngỗng bự Ngươi mất mặt thật đấy, mặt mũi của quỷ vương đều bị ngươi dẫm nát hết rồi. Còn hạt chỉ có thể làm nhục không thể giết nữa chứ, chật chật chật, bác ly không nhịn được trào phúng. Đồng quải còn chưa rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây, vừa thấy bác ly, nó lập tức vênh váo chống nạnh. Ôi! Thì ra là tiểu ly đó à, còn không mau tới bái kiến bản vương đi. Nghe vậy, bác ly ngưng tụ một cây búa tạ khổng lồ đập thật mạnh về phía đồng quải, vừa mỉm cười vừa nói tiểu ly xin vấn an ngài quỷ vương đồng quải ạ à. bùng một kích này khiến đôi mắt của quỷ vương đồng quải trắng giả thân hình run rẩy cảm thấy linh hồn mình sắp bị đập bay ra ngoài rồi nhưng đúng lúc này bác ly vung tay lên thần khí ngưng tụ một đống hồn lực trong không trung rồi ồ ạt tràn vào cơ thể quỷ vương đồng quải đang hấp hối quỷ vương đồng quải đại nhân còn cần tiểu ly làm gì nữa không Đồng quải vừa được cứu thoát khỏi cái chết vội vã vẫy tay, tiểu ly, có việc gì thì từ từ nói chuyện, bỏ cây búa xuống trước đã. Bắc ly ngoan ngoãn gật đầu, cây búa trong tay tan biến, sau đó lại ngưng tụ ra một con dao bầu to tổ chẳng dài trăm mét. Đồng quải. Lục vô. Trước kia em với nó từng có thù hả, lục vô hỏi nhỏ. Nó ý mình lợi hại hơn tôi nên cướp đồ ăn vặt của tôi mấy lần. Nhớ lại chuyện xưa, Bắc Ly lại nước mắt ròng ròng, con dao trăm mét trong tay lại dài ra. Quả nhiên, đối với Bắc Ly mà nói mối thù lớn nhất chính là mối thù đoạt đồ ăn. Lục vô lập tức ghi chuyện quan trọng này vào cuốn sổ nhỏ trong lòng mình để cảnh cáo mình sau này đừng mắc phải sai lầm như thế. Dưới sự khuyên bảo của lục vô, Bắc Ly thế mới bỏ con dao trăm mét xuống, nhưng vẫn nhìn chầm chầm đồng quải với vẻ mặt tối tăm khiến đồng quải sởn gai ốc. Ngỗng bự, sao bây giờ ngươi trở nên yếu vậy? nghe thấy câu hỏi của bắc ly sắc mặt đồng quải trở nên xanh mét vẻ mặt hối hận ta tu luyện là tùy duyên thiên pháp lúc duyên phận đến thì tu vi có thể đại chiến mấy trăm hiệp với đào ngột nhưng lúc duyên phận không đến thì ngay cả du hồn cũng đánh thắng ta được ta hận quá đi cắn răng nghe thấy đồng quải giải thích bắc ly và lục vô đều cười phá lên còn mặt đồng quải thì như bị táo bón các ngươi đừng cười nếu tu luyện tùy duyên thiên pháp, này đến mức tận cùng thì có tư cách để phong thần đấy, phong thần hiểu không? Mạnh như ác thần đấy. Bắc Ly gật đầu, tỏ vẻ ta hiểu mà, sau đó vung tay lên, một đoạn video hiện lên trong không gian, bên trong là tiếng hò hét của đồng quải, hạt chỉ có thể làm nhục chứ không thể giết đâu, ngươi đánh ta mắng ta vũ nhục ta đều được, nhưng đừng. Đồng quải. Lục vô. Có thể xóa nó đi được không? Đồng quải đi phẫn hỏi không được, Bắc Ly trả lời một cách dứt khoát. Thế có thể thả ta ra ngoài không? Đồng quải hỏi với vẻ mong chờ. Không thể. Thế có thể giải trừ khế ước linh hồn được không? Không bao giờ. Câu trả lời của Bắc Ly khiến đồng quải tức giận dậm chân, thế rốt cuộc ngươi muốn bản đại gia làm gì? Đừng vờ việc nữa ngỗng bự, ngươi hẳn là biết giá trị của mình là gì. Bây giờ cho ngươi một sự lựa chọn, một là khiến ta sửa lại linh hồn của ngươi rồi sẽ thả ngươi ra hai là chết ở đây không phải là bắc ly không muốn trực tiếp sửa lại linh hồn của đồng quải nhưng tu vi của bản thân đồng quải đã đạt tới quỷ vương đỉnh cấp rồi linh hồn ngưng kết nếu cưỡng chế sửa chữa thì rất có thể sẽ khiến linh hồn đồng quải không còn hoàn chỉnh nữa cho nên chỉ có thể tiến thành ép buộc mà thôi đồng quải trừng mắt nghe hai sự lựa chọn mà bắc ly đưa ra lại dậm chân thêm lẫn nữa ngươi thật sự muốn nô dịch bản vương hả phải biết rằng khi vua bắc kỳ còn sống ông ấy đã tôn sùng ta là thượng khách đấy nhé không bằng thế này đi ta làm cấp dưới của ngươi nhưng nô dịch linh hồn thì khỏi đi mọi người đều lùi một bước sau này gặp lại cũng dễ nói chuyện năng lực sửa chữa linh hồn thì cho dù là thần linh cũng khó mà làm được nhưng trong lòng đồng quải lại không chắc chắn chút nào trong mắt đồng quải bắc ly vô cùng bí ẩn thực lực thì nhỏ yếu, nhưng lại được vua Bắc Kỳ vô cùng coi trọng. Cho nên trong tình huống này, đồng quải thật sự sợ Bắc Ly sẽ có năng lực này. Trong ta như đang đàm phán với ngươi sao, con dao trong tay Bắc Ly dần hình thành. Nghe nói thịt tiên hạt ngon lắm đấy. Lục vô ngồi bên cạnh chen mồm vào. Nhắc tới ăn, quả nhiên đôi mắt Bắc Ly ứa ra ánh sáng khiến đồng quải nổi da gà, toàn thân mất tự nhiên. Con dao chậm rãi dơ lên, Đồng quải nhát cái lập tức vang xin, dừng dừng dừng. Ta đồng ý. Nhưng dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết ta nên làm gì chứ. Câu trả lời của đồng quải khiến lục vô và bắc ly đều nở nụ cười. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Thả linh hồn của ngươi ra để thần khí rót lực lượng vào bên trong. Nói rồi bắc ly tập trung tinh thần, lực lượng vô hình rời rạc trong thần khí lập tức nhắm ngay đồng quải rồi ồ ạt cù vào cơ thể nó. Ngỗng bự, đừng dãy dụa, ngươi cũng không muốn linh hồn của mình bị thiếu sót đúng không? Vừa cải tạo đồng quải, Bắc Ly vừa không nhịn được nhắc nhở. Còn Ngỗng Bự thì nằm chình ình trên mặt đất, đôi mắt vô hồn nhìn bầu trời trong thần khí, dáng vẻ như là ta đã mất hết lòng tin vào thế giới này rồi, đừng để ý tới ta nữa. Sau nửa giờ cải tạo, Bắc Ly thở vào nhẹ nhõm, vui vẻ nói với Lục Vô. "Vô, xong rồi." Lục Vô gật đầu đưa mắt về phía đồng quải còn đang nằm trên mặt đất cải tạo xong đồng quải vỗ cánh chậm rãi đứng dậy nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút hoảng sợ tiểu ly ngươi cũng dám vi phạm điều lệnh tam giới khống chế lực lượng của phàm nhân chốn nhân gian ngươi ngươi to gan thế ngươi có biết nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào không lúc này đồng quải đã trở thành npc trong game như người của một linh tộc vậy Linh hồn đã bị khắc vào nội dung của game chinh chiến online cùng với khế ước luân hồi không thể tiết lộ sự tồn tại của thần khí, Lục Vô và Bắc Ly. Cho nên hai người không hề lo lắng về việc đồng quải phát hiện ra bí mật này. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ngươi cũng đã thấy bản nhiệm vụ của mình rồi đấy, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Nếu bọn tôi đã dám làm thì đương nhiên là không sợ bị phát hiện rồi, Bắc Ly tự tin nói. Đồng quải rất sợ hãi. Nó biết nếu chuyện này bại lộ thì họ sẽ phải đối mặt với sự trấn áp từ tiên giới, kết cục dĩ nhiên sẽ là hồn bay phách lạc. Xem giao diện NPC của mình, đồng quải cảm thấy hình như bị đã bị lôi lên thuyền giặc rồi, hơn nữa còn là loại kéo lên mà không cho đi xuống nữa kìa. NPC, đồng quải, bậc thầy nghề rèn. Quỷ vương khu vực chốn hư ảo của Bắc Kỳ, sau khi ăn năn hối lỗi thì tự nguyện đầu quân cho quân Bắc Kỳ, bây giờ là thợ rèn giỏi nhất Bắc Kỳ năng lực của NPC, hoàn thành nhiệm vụ do đại sư đồng quải ban hành, hoặc là cung cấp vật liệu và tiêu tốn số hồn tệ kết xù thì có thể rèn trang bị cấp sử thi chế tạo riêng. Chú thích, cung cấp linh tài từ cấp vương trở lên thì có thể rèn trang bị cấp truyền kỳ. Yêu cầu cho NPC, tự kiểm tra mỗi ngày hoàn thành việc rèn 5 món trang bị cấp sử thi hoặc một món trang bị cấp bậc truyền kỳ, không hoàn thành sẽ tiến hành xóa sổ. Không thể nào. Một ngày 5 món, Ngươi muốn ta mệt chết hả? Lỡ hôm nào không có khách hàng thì không phải ta chết chắc rồi sao? Huống chi rèn vũ khí đẳng cấp này cần có hồn hạch, ta đi đâu để kiếm nhiều hồn hạch như thế? Bắc Ly nghe vậy thì cười gian trá, lại đưa một đoạn tin tức vào trong đầu đồng quải. "Má ơi, rút hồn lực ra để biến thành hồn tệ, trong tay người chơi có rất nhiều hồn tệ, khóe miệng đồng quải chảy ra một tia trong suốt. Ta rèn trang bị thì có chia lãi không?" Nỗi sợ hãi trong lòng đồng quải nhạt dần, chỉ còn lại sự khát vọng đối với hồn tệ. Nó biết hồn lực quý giá cỡ nào, nhưng không ngờ rằng thần khí lại có năng lực trực tiếp rút hồn lực trong cơ thể sinh vật sau khi tử vong để biến thành cái mình cần. Cho dù đã đến cấp bậc cao nhất của quỷ vương, nhưng đối với đồng quải mà nói, hồn lực vẫn vô cùng quan trọng, là trợ lực không thể thiếu để giúp nó tăng thực lực. Bắc Ly nhìn lục vô, thấy hắn gật đầu nên nói. Thiết lập phí tổn để tạo ra một món vũ khí cấp sử thi là từ 10.000 đến 30.000 hồn tệ, vậy thì mỗi món cho ngươi lấy 200 hồn tệ chia lãi đi. Bắc Ly thiết lập giới hạn mỗi ngày 5 món đương nhiên là vì sợ đồng quải lãng công. Dù sao thì vật liệu đã có Lục Vô cung cấp, cho dù tạo ra mà không bán được thì cũng có thể bỏ vào thương thành để bán ra, cho nên hoàn toàn không sợ lãng phí. Còn việc thiết lập cho đồng quải có thể ban hành nhiệm vụ cũng đã trải qua suy xét kỹ càng. Tuy rằng đồng quải có thể dựa vào chức năng ban hành nhiệm vụ để thúc giục người chơi đi làm việc gì đó, nhưng nó cũng phải cung cấp hồn tệ làm phần thưởng nhiệm vụ. Hơn nữa, để bảo đảm tính công bằng, Bắc Ly còn lập hệ thống theo dõi NPC trong thần khí để cam đoan rằng mỗi lần ban hành nhiệm vụ đều sẽ phù hợp với phần thưởng tương ứng. Hơn nữa trước khi NPC ban hành nhiệm vụ thì nhất định phải được hệ thống theo dõi xét duyệt, nếu phần thưởng không xứng đáng với độ khó của nhiệm vụ thì sẽ tiến hành bác bỏ trước kia lục vô và bắc ly đã suy xét tới hình thức này rồi lần này là một lần vận hành chính thức mà đồng quải cũng là npc đầu tiên có thể ban hành nhiệm vụ đương nhiên sự thay đổi này cũng là vì đề cao tương tác giữa npc và người chơi tăng độ thú vị của trò chơi lên đồng quải vốn còn mong chờ nay nghe thấy mới có hai trăm hồn tệ nhất thời sụ mặt người bảy ta ba nói kiểu gì thì bản đại gia cũng là quỷ ta đồng ý thấy con dao đã hiện lên một nửa trong tay bắc ly đồng quải u oán đồng ý với điều kiện này nhưng tiểu ly nè rốt cuộc thần khí này là thứ gì mà sao lợi hại quá vậy nếu lúc trước vô bắc kỳ có nó thì không phải là sẽ vô địch thiên hạ sao lúc này trong lòng đồng quải tràn đầy tò mò nó không biết thứ thần khí có thể kết nối hai giới âm dương tập trung linh hồn thậm chí có thể lấy hồn lực ra này rốt cuộc là vật gì nữa không nên hỏi thì đừng hỏi bây giờ ngươi chỉ là một npc thôi chờ lát nữa ta sẽ xây dựng phòng rèn cho ngươi chuẩn bị khởi công đi ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đâu đấy nghe vậy đồng quải không khỏi thổn thức không nhịn được thở dài hạt sống dưới mái nhà không thể không cúi đầu đừng sợ ngỗng bự sau này cậu chính là đàn em của tôi rồi đã biết sự lợi hại của thần khí rồi thì sau này làm việc chăm chỉ vào tôi hứa ngày sau cậu sẽ một bước lên trời lục vô cười đi tới vỗ vai ngỗng bự con mèo ngu này là ai sủng vật của ngươi hả hay là tọa kỵ đồng quải ghét bỏ nhìn lục vô sau đó đồng quải quan sát chiều cao của bắc ly lại nhìn kỹ lục vô vẻ mặt khẳng định suy đoán hẳn chính là tọa kỵ rồi bắc ly nụ cười trên mặt lục vô dần dần biến mất trong lòng sát ý bùng nổ sau một trận ẩu đã hung tàn lục vô sung sướng rời khỏi không gian thần khí chỉ để lại Bắc Ly cùng với quỷ vương đồng quải đang hấp hối trên mặt đất Lúc này đồng quải cảm thấy thật mệt mỏi Đời này nó chưa bao giờ bị người khác đánh Nhưng hôm nay chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi Nó lại bị đánh ba lần Ba lần đấy nhé Bắc Ly nhìn đồng quải đang lặng lẽ khóc thầm Cười gian xảo rồi vung tay lên Truyền tống đồng quải đến Minh Phủ Buổi chiều Những người chơi bất ngờ phát hiện khu vực trung tâm Minh Phủ Bỗng xuất hiện một tòa kiến trúc mới trên bản hiệu còn viết, phòng rèn của đồng quải. Xuất hiện chức năng mới luôn gợi ra lòng hiếu kỳ của những người chơi. Thế là rất nhiều người chơi đều vây quanh phòng rèn, muốn xem thử game lại tăng thêm chức năng mới nào. Sau khi người chơi đến gần, bản chi tiết về chức năng của phòng rèn hiện lên. Phòng rèn của đồng quải, chức năng, nơi ở của đại sư đồng quải, bên trong cung cấp dịch vụ chế tạo vũ khí cấp bậc sử thi, truyền thuyết riêng, dưới level 100. Thấy chức năng của phòng rèn, những người chơi không khỏi vui sướng. Nhưng ngay sau đó những người chơi lại phát hiện cửa phòng rèn lại không thể mở ra, cũng có nghĩa là không thể vào được. Lúc này những người chơi phát hiện trước cửa sổ phòng rèn còn treo một tấm bảng, bên trên viết mấy dòng chữ nguyệt ngoạc. Quy định phòng rèn của đồng quải. Thứ nhất, bản đại gia muốn mở cửa lúc mấy giờ cũng được, không có việc gì thì đừng gõ cửa, không thì đại gia sẽ đánh chết ngươi. Thứ hai, đừng hòng tán gẫu với ta để tăng thiện cảm. Trong mắt ta các ngươi chính là lũ sâu bọ nhỏ yếu, không xứng nói chuyện tình cảm với ta. Thứ ba, kẻ nào không có tiền thì đừng xuất hiện trước mắt ta, dù sao ngươi cũng không rèn nổi vũ khí đâu. Thứ tư, sau khi mở cửa buôn bán, muốn vào phòng thì phải kêu một câu, xin chào đại gia đồng quải, sau đó mới nói ngươi cần gì. Thứ năm, lúc đặt làm vũ khí thì đừng yêu cầu dông dài cả đống, cũng đừng cò kè mặt cả nói kiểu gì thì đại gia đồng quải nhà ngươi cũng là quỷ vương, gặp mặt không thu tiền cũng đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Thứ sáu, quyền giải thích tất cả những quy định trên đều thuộc về đồng quải, không được phản đối, cho dù có phản đối cũng vô ích. Thấy quy định phòng rèn của đồng quải, những người chơi lập tức ngây người. Má ơi, một NPC thôi mà, tùy hứng thế thật sự ổn sao, lúc này có mấy người chơi không nhịn được bắt đầu gõ cửa phòng, muốn nhìn xem thử vị đại sư đồng quải này rốt cuộc là ai. Gõ khoảng chừng 5 phút, cửa mở vang lên một tiếng, bành, đồng quải còn đang ngái ngủ đi ra với bước chân hình chữ bát. Ồn gì mà ồn. Không thấy quy củ viết trên tấm bảng hả? Nói rồi, đồng quải đập bành bành lên tấm bảng treo trên cửa sổ. Biểu hiện của đồng quải khiến những người chơi trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước, gặp được bất cứ NPC nào trong game đều đối xử lễ phép với họ lần đầu tiên họ thấy người kiêu căng như đồng quải nhìn gì mà nhìn chưa thấy tiên hạt bao giờ hả nhìn đám người chơi vây xem đồng quải bất mãn quát lên ngỗng bự tao hoàn thành nhiệm vụ rồi mau làm vũ khí cấp sử thi cho tao đi lúc này một bóng người chen lấn ra khỏi đám đông rồi xuất hiện trước mặt đồng quải đồng quải đang định mắng chửi thì trong đầu lại vang lên tiếng nhắc nhở của thần khí người hoàn thành nhiệm vụ lục trảm phần thưởng nhiệm vụ, một món trang bị cấp bậc sử thi level 50, tự chọn bộ phận. Thấy nhắc nhở là phần thưởng nhiệm vụ, đồng quải vốn định phát cáo rốt cuộc cũng nhịn xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Trảm bằng ánh mắt quán trách. Nếu không phải tại Lục Trảm thì nó cũng sẽ không bị bắt trở thành NPC, quan trọng hơn cả là thằng oắt này từng đánh mình. Nhưng mình lại phải tạo vũ khí riêng cho anh ta, trong lòng đồng quải không khỏi đau buồn, nhưng nó không thể chống lại thiết lập của thần khí không thì mình sẽ bị xóa sổ mất đành phải ngoan ngoãn làm theo cúc tới đây sau khi lục trạm đi vào phòng rèn đồng quải lại đóng cửa cái trầm khiến người chơi bên ngoài phải trợn mắt há mồm ngày thứ ba sau khi đồng quải xuất hiện một đề tài đính trên trang chủ lên án công khai trong diễn đàn gợi ra sự chú ý của lục vô tính điều của sát thủ má ơi có thể giết loại npc vô sĩ như thế không đây tôi sắp không chịu nổi nữa rồi Mỗi lần thấy tôi trên đường, thằng cha đó đều nhìn tôi bằng ánh mắt khét bỏ là có ý gì. Ông đây chọc tới nó hả, lợn rừng tét kia, vốn định đi làm một thanh vũ khí cấp sử thi level 50, nhưng thằng khốn này ra giá là 10.000 hồn tệ. Thế còn chưa tính, lúc tôi sắp rời đi thằng cha đó còn nói thầm một câu, thứ nghèo kiết xác khiến tôi tức điên tiết. Nổi giận. Tịch mịch vô địch, mấy người thế còn được đấy, mấy người biết tôi gặp chuyện gì không? con ngỗng bự này lại tìm tôi mượn hồn tệ, lý do là xài hết hồn tệ rồi, không có tiền mua rượu của một linh tộc để uống. Tôi thật sự muốn bóp chết thằng cha này cho xong, một con voi ma mút, đê ma ma, thấy đề tài này muộn quá, thằng khốn đó đã mượn 300 hồn tệ của tôi rồi. Để tăng độ thiện cảm, tôi còn thật sự cho nó mượn, hối hận quá. Muốn hỏi xem thử nó có trả tiền cho tôi không đây? Đau lòng. Làm quy hoạch đại đội trưởng, may quá tôi vẫn ở bờ biển gần đây không về minh phủ nên không gặp con hàng mất nết đó nhưng tôi đang xoắn suýt không biết sau này khi cần rèn trang bị cấp sử thi thì phải làm sao đây đau đầu quá xin cậu bé bút chì đồng quải hình như lũ sâu bọ nhỏ yếu các ngươi đang bàn luận về ta đánh mặt cảnh cáo lần thứ nhất ảnh giết ngỗng bự tung cánh đánh mặt tấp tốc Trảm thiên trả lời xin cậu bé bút chì đồ khốn mau xóa bức ảnh đó đi cho tao Xin cậu bé bút chì trả lời trảm thiên, không xóa đó, nó đã là mem của tôi rồi nhé, có giỏi thì cắn tôi đi. Cười ha ha. Lúc này, người khởi xướng đồng quải đang ngồi trên vách núi bên bờ biển, hóng gió biển uống rượu, vẻ mặt say ngà ngà. Hoài niệm quá. Rượu do một linh tộc ủ thật là ngon, các huynh đệ, cạn ly, nói rồi, đồng quải dơ chén rượu ra đằng trước. Hai người bên cạnh thấy vậy, cũng đều duỗi tay ra cạn ly với đồng quải, sau đó ba người uống cạn cả ly. Đại ca, tôi, tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh bây giờ. Tùy duyên thật sự là một chuyện rất đau khổ, duyên phận chính là thứ khốn nạn, Diệp thần đã say bí tỉ khoát tay lên vai đồng quải nói. Gì? Đâu chỉ là đau khổ chứ. Nhớ năm xưa nhìn kiểu gì ông mày cũng từng là quỷ vương được công nhận là mạnh nhất đất Bắc Kỳ này, ngươi nhìn xem bây giờ này thế mà lại biến thành thợ rèn trong lòng ta đắng lắm nói rồi đồng quải cũng khoác tay lên vai diệp thần trái tim hai người nảy sinh cộng hưởng bây giờ ngươi đã là huynh đệ của ta rồi làm đại ca thì kiểu gì ta cũng không thể bạc đãi ngươi được hay là ngươi cũng tu luyện tùy duyên thiên pháp với ta đi diệp thần nghe vậy không khỏi mở đôi mắt say mông lung ra tùy duyên thiên pháp hả Vậy thì tu luyện không phải sẽ càng tùy duyên sao? Không học. Không học. Đồng Quải nghe vậy thì lập tức trừng mắt, huynh đệ, ngươi đừng khinh thường tùy duyên thiên pháp. Thứ này nếu tu luyện thành công thì có thể phong thần đấy, mạnh ngang ngửa ác thần luôn. Thật hả? Diệp thần cũng mở to mắt. Sao đại ca lại lừa ngươi được chứ? Từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ dạy tùy duyên thiên pháp cho ngươi. Chờ khi nào ta tu luyện thành công thì trên trời dưới đất có nơi nào là ta không thể đi. Đến lúc đó muốn thể hiện kiểu gì mà chẳng được. Nghe thấy hai chữ thể hiện, cảm xúc của người ngồi bên trái đồng quải có vẻ rất kích động. Đồng quải và Diệp thần nhất thời quay sang nhìn gã, "Huynh đệ, cậu sao thế?" Lưu Sách uống một ngụm rượu, vẻ mặt lộ ra hối hận. Thể hiện nhất thời sướng nhất thời, nhưng thể hiện xong rồi Bây giờ tôi thậm chí không thể vào phó bản được luôn. Cố gắng suốt hai tháng, bây giờ chẳng còn gì nữa cả. Đồng quải Diệp thần Huynh đệ, cậu thể hiện quá mức rồi, cái giá cũng hơi lớn chút, chia buồn với cậu. Đồng quải và Diệp thần vỗ vai lưu sách an ủi. Đúng rồi, lưu sách huynh đệ, nghe nói quyền pháp của cậu lợi hại lắm hả? Đồng quải uống một ngụm rượu rồi hiếp mắt hỏi. Tàm tạm tạm thôi. Chơi solo thì tôi thật sự không sợ bố con thằng nào cả. Ngươi cũng là huynh đệ của ta, nếu dịp huynh đệ đã học tùy duyên thiên pháp theo ta thì ta cũng chỉ một con đường cho ngươi vậy. Lưu sách nghe vậy, say nhà ngà ngẩng đầu lên, đại ca nói con đường đó là gì? Đồng quải cúi đầu suy nghĩ, sau đó nói, trong hải vực vọng hư có một hòn đảo ngục tù, một vị cường giả quyền pháp xuất chúng đang sống ở đó nếu thiên phú của lưu sách huynh để có thể khiến hắn ta hài lòng thì không chừng sẽ nhận được một truyền thừa rất mạnh đấy nghe vậy lưu sách nhất thời động lòng đại ca đại sư quyền pháp này mạnh cỡ nào hắn ta đã từng chiến đấu với vua bắc kỳ một lần tiếc rằng thua cuộc nhưng ta cảm thấy hắn ta chưa từng phát huy hết thực lực của mình dù sao thì mạnh hơn ta ngày xưa vô số lần là được lợi hại thế cơ à lưu sách mở to mắt Gã biết tuy rằng đồng quải thoạt nhìn rất gà què, nhưng nói kiểu gì cũng là cường giả cảnh giới quỷ vương đỉnh cấp cơ mà. Lợi hại thì lợi hại, nhưng tính cách của kẻ này rất lập dị, hơn nữa ta cảm thấy hắn ta không giống một sinh vật mà càng như là một con rối được chế tạo ra, trong cơ thể hắn ta không hề có hồn lực dao động. Đương nhiên cũng có thể là do hắn ta che giấu quá giỏi. Tóm lại hắn ta rất khó thu phục đấy. Nếu ngươi muốn thì hãy chuẩn bị tinh thần kỹ càng đi. Lưu sách gật đầu, tôi sẽ đi. Tiếp đó, ba người lại kề vai sát cánh uống rượu, đồng thời kể hết nỗi buồn khổ trong lòng mình ra, cuối cùng đều chảy nước mắt vì hối hận. Hải vực vọng hư, đảo ngục tù. Một con thuyền ma tư nhân từ xa đi đến, sau khi tới gần bờ biển, một bóng người nhảy xuống từ trên thuyền rồi xoay người thu hồi thuyền ma lại. Chắc là nơi này rồi. Lưu sách liếc nhìn bản độ, xác nhận tọa độ rồi lẩm bẩm, hòn đảo này khác hẳn với những hòn đảo mà trước kia lưu sách từng đến. Cả hòn đảo thoạt nhìn trụi lũi, không có cây cối, đất đai màu đen, những tảng đá khổng lồ đen thui đứng lặng trên đảo, thoạt nhìn vô cùng hoang vắng. Sau khi quan sát chung quanh, tầm mắt lưu sách nhanh chóng bị thu hút bởi một lâu đài được xây dựng từ tảng đá màu đen trên đỉnh núi. Theo lời nói của đồng quải thì vị đại sư quyền pháp lập dị này hình như đang sống trong lâu đài đó. Nghĩ đến đây, Lưu sách bèn nhanh chóng chạy về phía lâu đài. Hòn đảo này vô cùng kỳ lạ, không thấy bất cứ sức sống nào cả, ven đường không có sự tồn tại của loại giả thú nào. Lưu sách không bị ngán chân nên đi đến trước lâu đài trên đỉnh núi một cách dễ dàng. Cổng lâu đài đang mở rộng. Lưu sách định bụng bước vào thì lại phát hiện bên cạnh cửa thành có một bộ xương khô đang ngồi, trên đỉnh đầu bộ xương còn viết mấy dòng chữ. Lưu sách không hiểu những dòng chữ đó. May mà có năng lực phân tích của thần khí nên chữ cái bắt đầu vặn vẹo rồi dần dần rõ ràng. Một ngày nọ, ta qua đời. Người yêu ta thì nhớ ta da diết, kẻ hận ta thì nhảy múa ăn mừng. Ngày thứ ba sau khi ta chết, thi thể của ta bị chôn dưới lòng đất sâu thẳm. Kẻ hận ta nhìn phần mộ cười phá lên, người yêu ta cũng không dám nhìn thẳng, nước mắt như mưa. Ba năm sau, hài cốt của ta đã thối rửa, phần mộ của ta bị mưa dập gió vùi kẻ hận ta ngẫu nhiên lại nhắc tới ta vào những lúc rỗi rãi, người yêu ta lại hoài niệm ta bằng giọt nước mắt lặng lẽ trong đêm tối tĩnh mịch. Trăm năm sau, ta không còn thi thể nữa, chỉ còn lại những mẫu xương. Kẻ hận ta chỉ thấp thoáng nhớ tên ta, nhưng đã quên mất dung nhan của ta. Còn người yêu ta da diết thì lại im lặng khi nhớ tới ta, nhưng mọi thứ đã trở nên phai mờ. Nghìn năm sau, phần mộ của ta biến thành đồng hoang. Kẻ hận ta đã quên ta rồi, còn người yêu ta gia diết cũng đã mất ký ức về ta. Đối với thế giới này mà nói, ta đã hoàn toàn biến thành hư vô rồi. Ta phấn đấu cả đời, lại không thể mang theo một thân cây một cọng cỏ. Ta cố chấp một kiếp, lại không thể mang theo một tấm lòng tôn sùng đến hư vinh. Ta muốn khóc trống lên, nhưng không thể phát ra một tiếng động nào cả. Ta muốn sám hối, song đã muộn màng rồi, trước mặt cái chết, yêu hận tình thù chung quy chỉ là vô vàng phồn hoa khoảnh khắc chớp mắt vạn năm sau chỉ còn lại một nắm đất vàng thấy dòng chữ này trong lòng lưu sách bỗng dưng đau thương dòng chữ này như có ma lực vậy làm ảnh hưởng tới cảm xúc của lưu sách thông qua từng con chữ như thể có một giọng nói khàn khàn đang kể về quá khứ của mình cho gã nghe lưu sách thở dài nhìn bộ xương khô sau đó đứng dậy đi vào trong lâu đài nhưng đúng lúc này ánh mắt của bộ xương khô chợt lóe lên tia sáng đen bỗng dưng biến mất rồi xuất hiện trước mặt lưu sách khiến gã hoảng sợ. Chào. Chào anh. Tôi đến tìm người. Bộ xương khô không nói một lời, cứ thế nhìn chầm chầm vào lưu sách, hồn hỏa màu đen trong đầu lâu lập lè. Hình ảnh này khiến lưu sách rất là đau tim. Lúc gã muốn nghi người lách qua thì bộ xương khô lại cản đường gã. Hắn. Đã. Chết. Lúc này, giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu lưu sách nghe thấy giọng nói này lưu sách không khỏi sửng sốt phản xạ hỏi đại sư quyền pháp đã chết rồi ư bộ xương khô khẽ gật đầu tin tức này khiến lưu sách ngây người vốn tưởng rằng lần này mình đến đây sẽ có thu hoạch nhưng không ngờ rằng đại sư quyền pháp đã chết rồi lưu sách lại ngẩng đầu nhìn lâu đài trong lòng không cam tâm khiến gã hỏi lại lần nữa có thể cho tôi vào xem được không lần này bộ xương khô không đáp lại mà hồn hỏa trong đầu bùng lên bắt lấy tay phải của lưu sách lưu sách phản xạ có điều kiện giơ tay trái đấm trúng cằm của bộ xương khô nhưng cho dù cú đấm này đã đấm trúng nó thì vẫn không gây ra bất cứ tổn thương nào cả ngược lại trên đầu mình xuất hiện chữ số ba bằng máu trái tim cường giả khửa khử. là một hạt giống tốt đấy trái tim cường giả gì chứ ông buông tay ra cảm nhận được sự đau đớn trên cổ tay lưu sách lập tức giận dữ hét lên không phải ngươi muốn học quyền sao? Ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Giọng nói khàn khàn của bộ xương khô lại vang lên trong đầu lưu sách. Không phải ngươi đã nói là hắn chết rồi sao, lưu sách ngạc nhiên. Chẳng lẽ ta còn sống hả? Lưu sách nhẹn họng. Lời này khiến lưu sách còn gì để nói, thậm chí còn cảm thấy rất có lý. Có vẻ như gã trước mắt mình đúng là đã chết rồi, hơn nữa còn chết triệt để cơ. Ông chính là đại sư quyền pháp đó hả? Cường giả đã từng đại chiến với vua Bắc Kỳ nhưng tiếc là thua cuộc đó sao? Hồng hỏa của bộ xương khô bập bùng mấy cái, sau đó vẫn gật đầu. Thấy bộ xương khô thừa nhận, lưu sách nhất thời phấn khởi. Không ngờ mình lại nhận được truyền thừa một cách dễ dàng như thế. Nào, mau dạy tôi đi. Ngươi còn chưa đồng ý yêu cầu của ta. Đồng ý thì ta sẽ dạy cho ngươi. Lưu sách sửng sốt. Ông muốn tôi đồng ý chuyện gì? Đi tìm ký ức đã mất của một chi quan. Một chi quan? Ý là gì? Hồn hỏa trong đầu bộ xương nhảy lên, sau đó một đoạn tin tức xuất hiện trong đầu lưu sách khiến gã hiểu được ý nghĩa của một chi quan. Trong đoạn tin tức mơ hồ này, lưu sách biết trên vùng biển hải vực vọng hư này đã từng có một thế lực đỉnh cấp tên là Sứ sở Mutasi. Một thế lực cường đại đã từng thống trị cả hải vực vọng hư trong thời kỳ đỉnh phong. Đoạn tin tức này được bắt nguồn từ một cậu bé bị giam cầm trong ngục tù. Tên cậu là một chi quan, sinh ra trong dòng giỏi, vệ miệng quyền trường, cao quý nhất xứ sở Mưu Từ nhỏ, cậu đã tin rằng sức mạnh của chết chóc là tà ác nhất. Nắm giữ sức mạnh của chết chóc khiến con người sa đọa. Nhưng càng trưởng thành, cậu càng phát hiện mình khác với những tộc nhân khác, thế mà lại có thiên phú chết chóc tà ác nhất mà không phải là lực lượng của biển trong dòng tộc, điều này khiến cậu cảm thấy lo âu và sợ hãi cậu không biết mình có thể trở nên sa đọa hay không thậm chí sẽ biến thành tay sai của sự tà ác trở thành nỗi sỉ nhục của dòng họ đúng như suy nghĩ của cậu khi tộc nhân phát hiện thiên phú chết chóc của cậu họ đã giam cầm cậu thậm chí là muốn xử tử cậu tin tức đằng sau rất mơ hồ thậm chí có thể nói là vụn vặt Lưu sách thấy xứ sở Motor Si phát động chiến tranh với một thế lực chết chóc cường đại đến từ biển sâu. Lực lượng tà ác đến từ biển sâu đó quá mạnh. Dưới sự xâm lược của chúng, đế quốc Motor dần đi đến suy tàn. Đúng lúc này, một người đã đứng dậy. Trong quốc gia căm hận chết chóc này, cậu lại dùng sức mạnh của cái chết để bảo vệ tộc nhân. Thế giới cho ta nỗi đau, ta đáp lại bằng tiếng ca. Dưới sự dẫn dắt của một chi quan, các tộc nhân đã đấu tranh hăng hái xông vào biển sâu, bắt đầu cuộc chiến với thế lực chết chóc dưới đáy biển. Tin tức đằng sau lại bị mơ hồ. Cuối cùng lưu sách thấy cả xứ sở của biển bị cuốn theo bởi vòng xoáy chết chóc tràn ra từ dưới đáy biển khiến hòn đảo tan vỡ thành từng mảnh. Vẫn là cậu bé một chi quan nắm giữ lực lượng chết chóc đó đã vận dụng nó để kéo hòn đảo mà tộc nhân đang sinh sống ra khỏi vòng xoáy tử vong. Cả xứ sở Mutersi cũng vì thế mà chia năm sẽ bảy một quốc gia huy hoàng cứ thế sụp đổ nhưng bi kịch còn chưa kết thúc những tộc nhân thoát khỏi vòng xoáy chết chóc đó đã bị lực lượng tử vong nơi đáy biển lây nhiễm thân thể họ bắt đầu thối rữa biến thành những con thi quỷ mất hết ý thức một chi quan đã chứng kiến cảnh này nhưng không thể cứu vãn được khiến trái tim cậu vô cùng đau đớn cậu đã từng nghĩ tới việc giết chết họ để họ được giải thoát nhưng cuối cùng người con trai thiện lương này vẫn không thể ra tay đành phải lựa chọn giam cầm họ lại ý thức của lưu sách dần khôi phục gã ngẩng đầu nhìn lâu đài họ bị giam cầm trong này hả bộ xương lắc đầu đây chỉ là thứ gửi gắm tinh thần do ta tạo ra dựa vào ký ức mà thôi ta không biết họ đã đi đâu ta chỉ nhớ rõ hình như tộc nhân đã bị giam cầm trong một tòa lâu đài nói rồi hồn hỏa trong mắt bộ xương càng ngày càng tối dần ông là một chi quan à bộ xương lại lắc đầu ta hẳn là một phần của hắn mà không phải là một chi quan hoàn chỉnh cho nên ta chỉ có được ký ức vụn vặt của hắn mà thôi chứ không tài nào nhớ lại quá khứ nguyên vẹn nghe thấy bộ xương giải thích lưu sách nhíu mày tôi nên làm gì lại tìm hắn bằng cách nào như lời ta đã nói đi tìm thân thể còn sót lại của một chi quan tìm lại ký ức đã mất để ta biết được đáp án cuối cùng câu trả lời của bộ xương khiến lưu sách cảm thấy rất đau đầu gã đến đây để học quyền chứ có phải đến tìm phần thân xác còn lại đâu việc này không ăn khớp với mục đích ban đầu của gã liệu ngươi có bằng lòng không mở nhiệm vụ truyền thừa đứa con của chết chóc miêu tả nhiệm vụ tìm kiếm phần thân xác còn lại của một chi quan thưởng nhiệm vụ không biết nhận nhiệm vụ này không đại ca ông bảo tôi đi đâu mà tìm đây ít ra cũng phải có gợi ý chứ ông cứ thế tuyên bố nhiệm vụ là không có đạo đức đâu đấy lưu sách bất đắc dĩ nói bộ xương vẫn không đáp lại mà chỉ chờ lưu sách có bằng lòng hay không rồi 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 tôi đi tìm đã được chưa mau truyền thụ quyền pháp cho tôi đi nghe thấy lưu sách đồng ý hồn hỏa leo lét trong đầu bộ xương lại nhảy lên sau đó hắn ta lắc đầu lực lượng chết chóc trong cơ thể ta đã sắp cạn kiệt rồi ta nghĩ mình đã không còn tồn tại được bao lâu nữa huống chi là dạy quyền pháp cho ngươi lưu sách giật mình ông đùa tôi đấy à bộ xương lại lắc đầu sau đó thân thể bắt đầu bốc cháy biến thành một đống chất lỏng màu tối đen đồng thời nhanh chóng bò lên tay phải của lưu sách lúc này lời nhắc nhở trong trò chơi lại vang lên nhận được truyền thừa không trọn vẹn đứa con của chết chóc giới thiệu truyền thừa được đứa con của chết chóc một chi quan tăng cường lực lượng trên cánh tay phải linh hồn có chủ năng lực của truyền thừa, nhận được cánh tay phải của thần, bị động đặc thù, nắm giữ thân thể người chết, bị động đặc thù, nắm giữ năng lực đặc thù quyền ý, nắm đấm bên phải, nhận được lời nguyền chết chóc, đi bấp đặc thù. Cánh tay phải của thần, bị động đặc thù. Giới thiệu kỹ năng, cánh tay đặc thù được chuyển hóa từ tay phải của một chi quan, sau khi lực lượng chết chóc đã bị tiêu hao gần như cạn kiệt. Tuy không còn giữ thần lực, nhưng vẫn để lại sức mạnh khủng khiếp, Ý thức giữ lại bên trong. Thuộc tính của kỹ năng, tay phải được tăng 100% lực lượng, nhận được đặc tính, không thể phá vỡ mắt, nhận được đặc tính, nghiền nát level 3. Không thể phá vỡ mắt, không tiêu hao độ bền của tay phải, không thể bị lực lượng dưới thần linh phá vỡ. Nghiền nát level 3, dùng cánh tay phải của thần để va chạm với vũ khí của kẻ địch thì sẽ có tỷ lệ nhất định làm hư vũ khí của quân địch hiệu quả này bị ảnh hưởng bởi lực lượng của bản thân và cấp bậc vũ khí của kẻ địch. Thân thể người chết, bị động đặc thù. Giới thiệu kỹ năng, cái chết chưa phải là kết thúc, mà là một sự bắt đầu hoàn toàn mất thuộc tính của kỹ năng, sau khi chết sẽ biến thành thân thể người chết, tất cả thuộc tính giảm 50%, để tiếp tục chiến đấu, thời hạn 10 phút, thời gian cung đao 24 giờ quyền ý, nắm đấm bên phải, level 1. Giới thiệu kỹ năng, Năng lực đặc thù được sinh ra từ cánh tay phải của thần lực của kỹ năng. Tất cả kỹ năng thuộc loại quyền pháp đều được tăng 20% lực sát thương, bởi vì bạn chưa lĩnh ngộ chân lý của quyền ý nên chỉ giới hạn trong sử dụng nắm đấm tay phải. Lời nguyền chết chóc, đi bấp đặc thù. Miêu tả về lời nguyền, trước khi chuyển hóa, một chi quan đã hạ lời nguyền vào cánh tay phải. Nếu không thể hoàn thành lời nhắc nhở của hắn ta thì cánh tay phải của thần sẽ tự động vỡ vụn thời gian của lời nguyền, trong vòng 365 ngày nhất thiết phải tìm ra phần còn lại của thân xác, không thì sẽ coi như nhiệm vụ thất bại trò chơi nhắc nhở, đổi mới nhiệm vụ. Nhiệm vụ truyền thừa, đứa con của chết chóc. Miêu tả nhiệm vụ, tìm kiếm phần còn lại của thân xác mục chi quan, nhận được ký ức nguyên vẹn của mục chi quan. Phần thưởng nhiệm vụ, mỗi khi thu thập được một phần thân thể thì sẽ nhận được một phần truyền thừa của mục chi quan. Chú thích, tổng số lượng bộ phận là không thể tìm thấy tin tức chi tiết thấy thuộc tính truyền thừa tự dưng đạt được lưu sách không khỏi sửng sốt mấy giây nắm cánh tay phải tràn đầy lực lượng gã bỗng dở khóc dở cười không ngờ lại nhận được lực lượng truyền thừa một cách quá dễ dàng như thế chẳng qua điều khiến gã cạn lời là tuy nói nhiệm vụ này yêu cầu tìm kiếm các phần thân thể nhưng ngay cả hướng dẫn nhiệm vụ cũng không có đi đâu tìm cũng chẳng rõ hơn nữa không hoàn thành nhiệm vụ thì truyền thừa sẽ biến mất khiến lưu sách rất là đau tim xem ra chỉ có thể đi tìm đồng quải hỏi thăm thử thôi lưu sách bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài bằng đá trước mặt mình sau khi ngẫm nghĩ một lát gã bèn cất bước đi vào bên trong chẳng qua lần này không còn ai có thể ngăn cản gã cả. khi lưu sách nhận được truyền thừa cùng lúc đó bên trên đỉnh núi vách đá tuyệt cảnh trong đầu của bộ xương khô ngồi thiền bên cạnh tháp trụ bỗng sinh ra một luồng hồn hỏa mong manh nó há miệng mấy cái rồi hồn hỏa lại tắt ngón. Đồng thời, trong nhà gỗ trên sườn núi, ông lão tóc trắng đang buồn ngủ cũng mở mắt ra. Chà chà, càng ngày càng náo nhiệt. Ngay cả truyền thừa một chi quan cũng xuất hiện rồi. Chật chật. Thật thú vị, thật thú vị. Dứt lời, ông lão tóc trắng lại nhắm mắt lại. Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng ngáy như sấm. Sau khi vào lâu đài, lưu sách phát hiện bên trong trống rỗng, hoàn toàn không đặt bất cứ thứ gì cả. Nhờ vào ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào có thể thấy được trên vách tường của lâu đài bằng đá này còn khắc họa rất nhiều chuyện xưa ghi lại về xứ sở Mutasi. Lưu sách hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ đó. Gã đang định rời đi thì bỗng phát hiện ra một hình bóng quen thuộc trên vách tường bên trái. Thế là gã lập tức đến gần vách tường đó, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Khuôn mặt râu ria sồng xoàm này, thân hình khôi ngô này, Cùng với bộ lông ngực đặc trưng này, chẳng lẽ không phải là Hải Vương sao? Lưu Sách mở to mắt. Trên bức tranh bích họa này, người trông cực kỳ giống Hải Vương đó đang quỳ rạp trước mặt một bóng dáng mơ hồ, dường như đang thề nguyện trung thành với kẻ đó. "Má ơi, Hải Vương là hậu duệ còn sót lại của xứ sở si ư?" Lưu Sách mở to mắt ra. Đúng lúc này, bóng dáng Hải Vương trên bích họa bỗng hiện lên một đôi mắt màu lam. "Là ai đang kêu gọi ta?" lưu sách ngươi là người phương nào tại sao lại kêu gọi bản vương lưu sách ngu người gã không biết tại sao hình vẽ bích họa này lại có thể liên hệ được với hải vương sau khi tiếp xúc với rất nhiều chủng tộc hải dương lưu sách đã không còn chút thiện cảm nào với hải vương nữa rồi hơn nữa gã biết gã này chắc chắn sẽ là kẻ địch của người chơi bọn họ đương nhiên là sẽ không khách sáo rồi sao hả không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho mày à. Càng rỡ. Rốt cuộc ngươi là ai? Hơn nữa tại sao ngươi lại có ý niệm thông tấn riêng của xứ sở Mutter Bố mày chẳng những có thứ đó, thấy tay phải của tao chưa? Hiện giờ trong tay tao còn có tổ tiên của mày nữa đấy, lưu sách trả lời không hề khách sáo. Hai mươi ngươi muốn chết hả? Có tin ta đập chết ngươi bằng một tay không hả? Thách đấy, trong vòng 5 giây mà không thấy mày thì mày chính là thằng gà què hải vương đã mã hóa lưu sách đã mã hóa hai người lập tức bắt đầu chửi động xuyên không gian ân cần hỏi thăm bạn bè người thân cùng với tổ tiên đã yên giấc của đối phương chửi một lúc hải vương bỗng sửng sốt lập tức nổi đóa ngươi nói là ngươi đã cướp kết tinh của biển khơi của bản vương ư chính là bố mày đấy cướp được hai cái đều ăn hết rồi nhá Hương vị ngon lắm đấy, thậm chí tao còn muốn ăn thêm trái thứ ba nữa. Hải vương ngâu si còn có không? Lại gửi một trái tới đây cho tao giải khát đi. Điều này khiến hải vương tức đi người. Cả ta không ngờ rằng kẻ trước mắt này lại là kẻ đã cướp mất báu vật của mình. Lúc này, hải vương đang ngồi trong thủy tinh cung. Thân thể gã ta khẽ rung lên, trong lòng tuôn trào lửa giận. Gã ta lập tức đập mạnh lên cái bàn trước mặt người đâu triệu tập đại quân cho ta xuất chinh theo ta đậu phộng mày chơi thật hả ngươi đừng hòng chạy trốn ta đã nhắm ngay vị trí của ngươi rồi hãy đợi đấy lúc đến nhớ mang theo kết tinh của biển khơi nhé đừng làm tao chờ lâu lắm lưu sách giơ ngón giữa lên nói sau đó tay phải vung lên đấm bể đôi mắt màu lam đó phù sướng kết thúc cuộc gọi lưu sách cười gian xảo sau đó chạy ra khỏi tòa lâu đài bằng đá hướng về phía bờ biển. Mắng xong rồi chạy, mạo hiểm ghê. Lưu sách đến bên bờ biển rồi lập tức triệu hồi thuyền ma ra, sau đó nhanh chóng leo lên thuyền, điều khiển thuyền ma lướt đi như bay về phía bờ biển lưu ly. Hải vực vọng hư, đảo ngục tù. Hải quái thét gào, bên ngoài hòn đảo toàn là những con hải quái khổng lồ màu sắc khác nhau đầy nhung nhúc. Trong lâu đài bằng đá trên hòn đảo ngục tù, Hải vương đang trịnh trọng nhìn bích họa trên bức tường của lâu đài. Gã ta có thể xác định vừa nãy tín hiệu phát ra từ đây, nhưng đã lục soát cả hòn đảo rồi mà lại không tìm thấy sinh vật đã phát ra tín hiệu kia đâu cả. Càng khiến gã ta bất ngờ là trên bích họa này lại ghi chép chuyện xưa của xứ sở Mutersi đã từng là nền văn minh đỉnh cấp của hải vực vọng hư. Hải vương lia mắt nhìn bích họa, cuối cùng dừng lại ở chỗ bóng người mơ hồ mà gã ta đang quỳ lạy. Một chi quan Đối với vị chúa cứu thế của xứ sở Tơ xi này, thân là người thừa kế ngai vàng dòng chính, sao gã ta lại không quen thuộc cho được chứ? Đến cuối cùng, cũng là người nọ tự tay giao ngai vàng cho gã ta. Nhưng đây không phải là điều gã ta muốn, mà là niềm hy vọng của dân chúng xứ sở Tơ xi, gã ta đành bất đắc dĩ mà làm thôi. Cũng vì thế nên sau này gã ta đã chọn phản bội xứ sở Tơ xi, thành lập thế lực mới của mình ở khu vực gần Hải vực vọng hư rồi sau đó nhanh chóng trỗi dậy sau khi Tơ Si bị hủy diệt, trở thành hải vương như bây giờ. Bức bích họa này lại gợi lên hồi ức của gã ta. Nhưng có một điểm khiến gã ta rất khó hiểu, đó là nếu không phải là hậu duệ của Tơ thì sẽ không thể dùng cách thông tấn riêng biệt của xứ sở này được. Theo lý mà nói, ngoài một chi quan đã biến mất ra thì hậu duệ của Tơ Si hẳn là đều biến thành thi quỷ hết rồi mới đúng. Sao bây giờ lại xuất hiện một người vậy? hay là một chi quan đã trở lại, sắc mặt hải vương trở nên nghiêm túc. Suy đoán này khiến trái tim gã ta rung lên. Gã ta biết kẻ nắm giữ chết chóc đó mạnh cỡ nào. Đó là lực lượng đã gần với tới thần linh. Khi hắn ta điên cuồng một cách triệt để thì thậm chí có thể sánh ngang với thần linh. Ngoài linh hồn bảo vệ vọng hư là đào ngục quanh năm ngủ say dưới đáy biển, mặc kệ sự đời ra thì khắp hải vực vọng hư này căn bản là không ai có thể chế ngự được hắn ta cả nhưng ngay sau đó, Hải Vương lại cảm thấy suy đoán này thật buồn cười. Để báo thù cho tộc nhân, hắn ta đã lặn xuống đáy biển sâu thẳm một mình đối kháng với cả bộ tộc tử vong, hẳn là đã chết từ lâu rồi mới đúng, sao còn có thể trở về được nữa chứ? Hải Vương hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng sao động, sau đó xoay người rời đi. Nhưng lần này đại quân xuất chinh, Hải Vương cũng có suy xét riêng, bởi vì chuyện về xứ sở Mutersi không thể qua loa được, nhưng nếu điều tra không có kết quả thì gã ta cũng không thể trở về tay không được sau khi nhảy lên lưng cá voi khổng lồ gã ta thét lên bờ biển lưu ly đòi nợ sau đó quân đoàn hải quái khổng lồ thay đổi phương hướng bơi về phía bờ biển lưu ly để đòi âm linh của sát na bên bờ biển lưu ly dưới ánh nắng chói chang gió biển phả vào mặt tiếng sóng biển vỗ lên bờ các hòa quyện với tiếng hải âu hót vang khiến nơi này tràn đầy vẻ đẹp yên tĩnh rất nhiều người chơi bình thường còn dựng ô che nắng tắm ánh nắng uống nước trái cây ép tươi ngon hưởng thụ cuộc sống nghỉ phép tuyệt vời đúng lúc này mặt biển phương xa bỗng dựng lên từng cơn sóng lớn vẫn dâng cao liên tục tiến về phía bờ biển bên này bóng dáng của vô số hải quái như ẩn như hiện trong cơn sóng này quân đoàn hải vương ồ ạt kéo tới những người chơi ở bên bờ biển phát hiện điều này không khỏi cả kinh nhưng những người chơi đã từng có kinh nghiệm bị xâm lược rồi nên lần này việc triệu hồi nhân viên có vẻ vô cùng hiệu suất lập tức có người chơi lên diễn đàn có người vào phòng livestream đông khán giả cùng với kênh khu vực bắt đầu kêu gọi mọi người sau đó không lâu vô số người chơi đã biết tin bờ biển lưu ly bị xâm lăng nhất thời các công hội lớn bắt đầu triệu tập nhân lực lập đội nhóm lũ lượt lao tới bờ biển lưu ly lục vô và bắc ly cũng đã phát hiện hải vương xâm lược bèn dời mắt về phía bờ biển lưu ly sát na sau khi đến gần bờ biển lưu ly hải vương phát ra tiếng rít gào vang trời chiêu thức quần thể không gốc chết này khiến những người chơi bên bờ biển toát ra những con chữ đỏ như máu trên đầu những người chơi đã sớm quen với cách ra sân khấu to mồm của hải vương rồi họ lập tức lùi về sau bắt đầu chờ quân chi viện đến tiếng thép của hải vương lại vang lên thêm lần nữa sau khi đến gần bờ biển lưu ly hải vương không khỏi khó hiểu Cả ta đã trống ba tiếng rồi nhưng tại sao sát na còn chưa ra mặt chẳng lẽ là trốn mất rồi hải vương nghĩ mãi không ra lập tức nhảy ra khỏi lưng cá voi khổng lồ lao về phía cung điện của sát na nhưng sau khi đến nơi hải vương lại sợ ngây người bởi vì trước cổng phủ quỷ tướng sát na có một bức tượng điêu khắc bằng gỗ tạo hình là sát na quỳ trên mặt đất thè lưỡi liếm một đống hai mươi quan trọng nhất là vẻ mặt của sát na tượng gỗ còn tràn đầy hạnh phúc hải vương không khỏi đứng hình không rõ đây là chuyện gì nữa chẳng lẽ sát na còn có sở thích này à đúng lúc hải vương đang khó hiểu thì vô số bóng người xuất hiện xung quanh gã ta họ đều giơ vũ khí lên dần dần tiếp cận gã ta sát na đâu hải vương nhíu mày chết rồi ngô quốc nhất cầm đầu trả lời một cách quyết đoán chết rồi hải vương ngây ngẩn cả người lại liếc nhìn tượng gỗ điêu khắc, sau đó gã ta bỗng hơi tin tưởng rồi. Chết như thế nào? Bị bọn này đánh chết tươi, kiểu tàn nhẫn nhất luôn. Một người chơi đằng sau nói. Thế bây giờ khu lưu ly thuộc về ai? Đương nhiên là bọn này rồi, những người chơi đồng thanh kêu lên. Hải vương xuề tay, ta không quan tâm nơi này thuộc về ai. Nếu Sát Na đã chết rồi thì các ngươi phải trả lại nợ nần của hắn ta, tổng cộng là 200 nghìn. Khi nào thì trả. Điên rồi hả? 200.000 hồn tệ. Má ơi, thằng Nam đâu, lấy khẩu AK ra đây cho anh bắn chết thằng này nào. 200.000 hồn tệ á. Đây không phải là sư tử há to mồm, mà là đào ngột há to mồm đó. Đồng quải đâu rồi? Mau tìm nó để cho nó xài chiêu hai cánh đánh mặt cảnh cáo xem nào. Chả biết điều gì cả. Những người chơi bàn tán xôn xao, còn sắc mặt của Hải Vương thì càng ngày càng tệ. Nói vậy là các ngươi không có ý định trả tiền chứ gì? Trả chứ, chắc chắn là trả rồi, nhưng có thể trả góp được không? Ngô Quốc Nhất bước lên một bước rồi cười nói. Trả góp, Hải Vương sửng sốt. Lần đầu tiên gã ta nghe thấy từ này. Trả góp là trả thế nào? Ý là một năm bọn tôi cho ông một hồn tệ, trả trong vòng 200.000 năm không phải là đủ rồi sao? Nghe Ngô Quốc Nhất nói vậy, những người chơi đều cười phá lên còn mặt hải vương thì xanh lè nói vậy các ngươi muốn đối đầu với ta chứ gì hải vương nở nụ cười dữ tợn những người chơi nghe vậy cũng đều nắm chặt vũ khí chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu ngay tại lúc chiến đấu sắp bùng nổ thì một bóng dáng đi kiểu hình chữ bát chen ra khỏi đám đông nó nhìn bức tượng sát na trước sửng sốt mấy giây rồi mới dời mắt về phía hải vương chà hải vương đại nhân sao có rảnh mà tới bờ biển lưu ly chơi thế? Người tới chính là đồng quải. Lúc này nó đã bị số liệu hóa, biết mình cũng có thân thể bất tử nên rất là bình tĩnh chào hỏi với Hải Vương. Đồng quải, Hải Vương thu hồi vẻ kinh miệt trên mặt. Cả ta cũng từng nghe nói tới bi danh của đồng quải rồi. Đây chính là quỷ vương mạnh nhất đất Bắc Kỳ ngoài vua Bắc Kỳ ra, thực lực không thể coi thường, sẽ không kém mình là mấy. Hải vương bắt nạt quỷ tướng sát na thì không hề có áp lực chút nào. Nhưng nếu là đồng quải thì đúng là phải xem xét kỹ lại về tổn thất của mình. Sao hải vương đại nhân lại có rảnh tới làm khách ở Bắc Kỳ vậy? Đây là tưởng niệm vua Bắc Kỳ của chúng ta à, đồng quải bước đi hình chữ bát đến trước mặt những người chơi. Nghe thấy đồng quải nhắc tới vua Bắc Kỳ, sắc mặt hải vương rất khó coi. Dù sao thì việc ngày xưa gã ta bị vua Bắc Kỳ bắt nạt cũng không phải là bí mật gì đồng quải, ngươi có ý gì hả? Có ý gì đâu, nói thật với ngươi, ta đã sớm chướng mắt thằng nhóc sát na này rồi. Mấy hôm trước tiện tay giết chết hắn ta luôn, bây giờ cả khu lưu ly đều thuộc về ta. Hải vương đại nhân không có ý kiến gì chứ. Thuộc về ngươi ư. Hải vương vừa kinh ngạc vừa hiểu ra. Nếu là đồng quải thì đúng là có thực lực để chém giết sát na một cách thoải mái. Đúng thế, nơi này đã là địa bàn của đồng quải ta rồi chẳng lẽ hải vương đại nhân còn muốn thu âm linh của ta nữa sao nghe vậy sắc mặt hải vương thoáng lộ vẻ lấn cấn tuy rằng gã ta tự tin rằng mình có thể chiến thắng đồng quải nhưng thực lực của hai người đều xem xem nhau thuộc về cảnh giới quỷ vương đỉnh phong cho dù có thắng thì mình cũng phải trả giá rất đắt nhưng nếu cứ thế rời đi thì gã ta lại cảm thấy rất mất mặt lúc này Lục Vô và Bắc Ly đang chú ý đến nơi này không khỏi lau mồ hôi thay Đồng Quải đang thể hiện, chỉ sợ thằng cha này bị vạch trần. Đối mặt với Đồng Quải tự nhận là đã chiếm lĩnh bờ biển Lưu Ly, trong lòng Hải Vương rất là xoắn xuýt. Việc thu tiền bảo kê luôn là kẻ mạnh thu của kẻ yếu. Nhưng nếu là thực lực ngang nhau thì hơi bị khó xử. Được rồi, nếu Lưu Ly này đã bị Đồng Quải ngươi chiếm cứ thì ta đành nể mặt ngươi vậy, không cần âm linh cũng được. Nghe vậy đồng quải không khỏi mỉm cười đang định khách sáo mấy câu thì lại thấy hải vương lộ vẻ mặt mong chờ đồng quải nghe nói ngươi là hóa thân linh hồn bảo vệ của bắc kỳ ta vẫn luôn muốn biết ngươi mạnh cỡ nào nếu hôm nay ta đã đến đây rồi thì không bằng chúng ta luận bàn thử xem nghe vậy nụ cười trên mặt đồng quải lập tức cứng đờ ờm ừ. luận bàn thì khỏi đi con người ta rất lười không thích luận bàn đâu sao có thể không được chứ? Đã lâu rồi ta không gặp đối thủ nào xứng tầm, nếu đã gặp ngươi thì ta đương nhiên phải lĩnh giáo một phen rồi. Hải vương nói rồi thò tay chỉ vào một phía trên bờ biển Lưu Ly, không bằng chọn ở bờ biển đi. Nói thế nào thì đây cũng là lãnh địa của ngươi, đánh nhau ở đây không tiện lắm đâu. Lúc này, trong lòng đồng quải chỉ còn lại hàng loạt, đê ma ma, nhưng nếu nó không ra tay thì nhất định sẽ khiến hải vương nghi ngờ, chỉ có thể ho khan mấy tiếng, Hải Vương đại nhân, chẳng giấu gì ngươi, gần đây bản vương đang củng cố tu vi để tập trung đột phá Quỷ Hoàng. Tạm thời bây giờ không nên vận dụng vũ lực thì hơn. Quỷ Hoàng, nghe vậy, Hải Vương không khỏi kinh ngạc. Chỉ có cường giả cấp bậc phủ quân mới có thể đạt tới cảnh giới Quỷ Hoàng. Nhưng gã ta cũng không nghi ngờ lời nói của đồng quải. Dù sao thì gã ta vẫn luôn nghe nói là đồng quải đã ở cảnh giới Quỷ Vương đỉnh phong nhiều năm rồi bây giờ bước nửa bàn chân vào cảnh giới quỷ hoàng cũng không có gì là lạ cả. Được rồi. Vậy thì lần sau ta lại đến thỉnh giáo vậy. Đối mặt với đồng quải đã là nửa bước quỷ hoàng, Hải Vương có vẻ rất là trịnh trọng. Ừm, lần sau đi. Đồng quải bình tĩnh đáp. Lần này Hải Vương không còn ý định tiếp tục khiêu chiến nữa, chân phải đạp mạnh lên mặt đất, thân hình chợt lao lên không trung. Bùng. Ôi một cước này của hải vương khiến mặt đất bị lõm thành một cái hố mà đồng quải đứng bên cạnh thì mất thăng bằng bụt một phát ngã lăn quay trên mặt đất đồng quải buồn bực vỗ cánh đứng dậy nhưng ngay lập tức một giọt mồ hôi trượt xuống từ trên trán nó bởi vì nó phát hiện hải vương đang đứng trong không trung vẻ mặt hoang mang nhìn mình người chơi xung quanh thấy vậy không nhịn được che mặt sách thể hiện thành công rồi sao tự dưng đến cuối cùng lại không đứng vững được thế Đồng quải im lặng nhìn Hải Vương, sau đó cười gượng, sao Hải Vương đại nhân còn chưa rời đi? Không phải đã nói rồi sao, luận bàn để lần sau mà. Lần này Hải Vương không nói gì mà chỉ giơ chân phải lên dẫm vào không trung. Nhất thời, tiếng nổ vang lên trên không trung, dòng khí khổng lồ lan ra khắp nơi, phóng xạ xuống bên dưới. Người chơi bên dưới lập tức ngã rạp xuống đất dưới sự trùng kích của dòng khí cuồng bạo, trong đó đồng quải cũng không nằm ngoài dự đoán, Ngã lăn quay trên mặt đất. Đồng Quải, tu vi của ngươi mất hết rồi hả? Thấy cảnh này, trong lòng Hải Vương đã có suy đoán. Đồng Quải xấu hổ bò dậy, sao có thể mất được chứ? Người đến từ xa là khách, ta nói ta ngã là để phối hợp ngươi, ngươi có tin không? Lời giải thích của Đồng Quải khiến người chơi xung quanh lại che mặt. Con ngỗng bự lừa đảo này còn tưởng Hải Vương là kẻ ngốc chắc, vẻ mặt Hải Vương rất kỳ dị. Để chứng thực điểm này, gã ta thò tay túng về phía đồng quải lực hút khổng lồ truyền tới đồng quải hoàn toàn không thể chống cự bị hút lên bầu trời thật sự bị mất tu vi rồi đồng quải không ngờ ngươi lại rơi vào kết cục này trái tim đồng quải rung lên nhưng vẫn bướng bỉnh nói thầm ta thật sự không bị mất tu vi đồng quải thế giới âm phủ này cá lớn nuốt cá bé nếu ngươi đã mất tu vi thì chính là thuốc bổ chẳng trách ta được hải vương vui sướng nói ngươi muốn ăn ta sao đồng quải lộ vẻ hoảng sợ ăn ngươi thì đã sao nào nếu ngươi đã bị mất tu vi rồi thì linh nhục của ngươi chính là trợ lực tốt nhất để giúp ta thăng cấp lên quỷ hoàng tại sao lại không thể ăn chứ nói rồi hải vương nắm đồng quải trong tay sau đó thân hình hải vương nhanh chóng lao về phía bờ biển trong không trung còn rơi xuống mất giọt nước mắt đau buồn của đồng quải người chơi bên dưới Hình như hết nguy hiểm rồi thì phải. Hình như thế. Thế không liên quan gì tới chúng ta nữa đúng không? Mọi người giải tán đi, nên làm gì thì đi làm cái đó đi. Sau đó những người chơi lần lượt giải tán. Còn chuyện đồng quải sẽ ra sao thì họ hoàn toàn không lo lắng chút nào, thậm chí còn hơi mừng thầm nửa cơ. Dù sao thì tên NPC ác ôn này cả ngày lừa đảo ngán chân bọn họ, khiến họ khó chịu từ lâu rồi. Bên bờ biển, thấy hải vương trở về, bầy hải quái bên dưới đều rít gào, cung kính nên đón vua của chúng. Sau khi nhảy lên lưng cá voi khổng lồ, hải vương bỏ đồng quải xuống, nhưng vẫn nhìn nó bằng ánh mắt vui sướng. Tuy rằng đồng quải đã bị mất tu vi rồi, nhưng trong mắt hải vương thì đồng quải lúc này còn quý giá hơn cả hàng tỷ âm linh, chính là loại thuốc bổ tốt nhất. Còn đồng quải thì buồn bã, nhìn hải vương bằng ánh mắt quán trách, hải vương đại nhân, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, Ngươi làm thế là không có đạo đức đâu. Đạo đức? Chẳng lẽ đồng quải nhà ngươi còn không hiểu đạo lý cá lớn nuốt cá bé sao? Hải Vương bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng cảm thấy đồng quải bây giờ thật mất mặt, khác hẳn với sự uy phong của linh hồn bảo vệ đất Bắc Kỳ trong tưởng tượng của mình. Sau đó Hải Vương vung tay lên, nước biển ngưng tụ bên bờ biển hình thành một cơn sóng lớn, quân đoàn hải quái bắt đầu rời khỏi nơi này. Rất nhiều người chơi tò mò chạy ra bờ biển thấy thế, đều vui vẻ vẫy tay tạm biệt với đồng quải sắp đi xa điều này khiến oán hận trong lòng đồng quải càng nhiều hơn nó thầm cắn răng đừng để ta trở về không thì xem bản vương sẽ trả thù như thế nào đúng lúc đồng quải đang tức giận thì trong cơ thể bỗng xuất hiện một dòng khí ấm sau đó một lớp năng lượng màu xanh hiện lên quanh người nó rồi không ngừng ngưng kết lại cảm nhận được lực lượng lại trào dân đồng quải không khỏi cảm động tới mức rơi nước mắt hơn nữa nó có thể cảm giác được lần này lại tùy duyên tới mức lực lượng cấp nửa bước quỷ hoàng thế là vẻ mặt đồng quải dần dần biến thái nó lập tức xoay người đứng dậy trên lưng cá voi vẻ mặt trào phúng nhìn hải vương hải vương bản vương đối xử lễ phép với ngươi thế mà ngươi lại hùng hổ dọa người như vậy lần này đừng trách bản vương độc ác hải vương khó hiểu quay đầu nhìn đồng quải không rõ tại sao vừa rồi đồng quải còn nằm cắn răng mà bây giờ tự dưng lại thay đổi thái độ. Ăn một chiêu tiên hạt duỗi chân của ta. Lúc này, đồng quải dẫm trên không trung rồi đá mạnh vào mặt hải vương khiến gã ta bị đạp bay ra khỏi lưng cá voi như một viên đạn vậy. Hải vương phục hồi tinh thần lại, hai tay vương ra đằng sau đập một phát để giữ thăng bằng trong không trung. Nhưng tiếng cười kiêu ngạo của đồng quải lại truyền tới từ sau lưng, thằng nhóc hải vương, xem chiêu hai cánh đánh mặt của ông nội ngươi đây. Hải vương lập tức xoay người lại, nổi giận gầm lên một tiếng, tung một quyền thật mạnh ra. Một quyền này vừa khí thế vừa mạnh mẽ, nhưng khi va chạm vào lớp năng lượng màu xanh bên ngoài cơ thể đồng quải thì lại không thể đánh tan được mà chỉ tạo ra gợn sóng. Đồng quải cười dữ tợn, hai cánh chợt vỗ mạnh. Chiêu thứ nhất của đồng quải, tiên hạt xuề cánh. Đôi cánh của đồng quải lập tức biến thành mấy nghìn ảo ảnh, liên tục đập vào mặt hải vương như một cái bánh xe đang xoay tròn vậy. Lực lượng này vô cùng bá đạo, hải vương tức giận muốn ngăn cản, nhưng lực lượng của biển bảo vệ bên ngoài cơ thể vừa hiện lên chưa đầy 3 giây thì đã bị vỡ toan ra rồi, ngay sau đó phần mặt bị đánh liên tục một cách điên cuồng. Gào, lúc này, hải vương giơ tay phải đấm mạnh về phía trước, lại đánh trúng bên ngoài của đồng quải. Tuy rằng một kích này không gây ra tổn thương, nhưng hải vương lại dựa vào phản lực của nó để tránh thoát cú đánh nghìn cánh của đồng quải nhưng còn chưa chờ cho hải vương đứng yên trong không trung thì đồng quải đã vỗ cánh rồi lại xuất hiện trước mặt gã ta chiêu thứ hai của đồng quải ngã như điên nói rồi đồng quải kéo lấy cánh tay hải vương vật ngã qua vai thật mạnh khiến gã ta văng ra ngoài sau đó lại vỗ cánh đuổi kịp hải vương túm lấy cánh tay gã ta lại vật ngã tiếp bị vật ngã liên tục khiến thân hình hải vương biến thành ảo ảnh xoay tròn không ngừng lăn lộn trong không trung chiêu thứ ba của đồng quải cú đá ảo ảnh nhờ vào năng lực di chuyển nhanh chóng lần này đồng quải đá hải vương văng lên văng xuống trên không trung như một quả bóng cao su vậy lúc này hải vương rất buồn bực người giả heo ăn hổ như thế thật sự không biết xấu hổ là gì sao thì ra lúc trước nó ngã là thật sự vì nể mặt ta nhưng tại sao ta lại không quý trọng chứ hối hận quá đi. Cảm giác bị đánh này khiến gã ta bỗng nhớ tới vua Bắc Kỳ ngày xưa, trong lòng chợt chua xót. Những người chơi bên bờ biển thấy cảnh này thì đều sợ ngây người. Lúc này có người chơi mở livestream trên diễn đàn ra để đồng bộ nó cho mọi người cùng xem. Phòng livestream nhanh chóng xuất hiện rất nhiều người chơi vây xem. Thấy cảnh này, mọi người cũng đều phát ra tiếng thán phục. Ngỗng bự trâu bò thế cơ à. Thế mà lại có thể đánh cả quỷ vương luôn. Lần trước say xỉn thằng cha đó còn chém gió với tôi rằng loại như Hải Vương không phải là đối thủ của nó, còn nói đã từng đánh tất cả quỷ vương ở Bắc Kỳ rồi, thì ra nó không chém gió. Lần này ngỗng bự thể hiện thành công rồi. Quả nhiên là không thể chọc bọn tùy duyên được, dịp thần chứng giám. Bóng dáng của đồng quải và Hải Vương không ngừng đang xen trên bầu trời. Lúc này trong lòng đồng quải tràn đầy sung sướng và phấn khởi. Nó cảm thấy mình lại được sinh ra lần nữa. Quả nhiên đánh người mới sướng, phê lòi, mà thân là bên bị đánh, Hải Vương cảm thấy thân thể mình sắp trả rời rồi. Có mấy lần gã ta muốn phản kháng, nhưng thực lực của mình là Quỷ Vương đỉnh phong đối mặt với Đồng Quải đã nửa bước Quỷ Hoàng, hoàn toàn không ngang hàng nên cơ bản là không thể ngăn cản đòn tấn công của Đồng Quải được. Ngay tại lúc Hải Vương không nhịn được chuẩn bị dùng quân bài chưa lật lớn nhất của mình là triệu hồi Hải Linh thì Đồng Quải bỗng không đánh nữa. Sau đó Năng lượng màu xanh quanh thân thu vào cơ thể, đồng quải quanh chân trong không trung, khẽ nhắm mắt lại, thân hình chậm rãi rơi xuống dưới. Chiêu mạnh nhất của đồng quải, phản phát quy chân. Vừa rơi xuống, một giọt mồ hôi trượt xuống từ trên trán đồng quải, trái tim đập bịch bịch. Nghe thấy là chiêu thức mạnh nhất, Hải Vương vốn định dùng tuyệt chiêu không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Thừa dịp này, thân hình gã ta chợt lóe lên, lao về phía chân trời. Quân Hải Vương rút lui nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha